Hữu phần à, hữu phần nó xen vào á, thì cái tâm hữu phần đó nó là nhằm mục đích là để duy trì cái sống mình trong lúc ngủ cũng như là mình hôn mê. Vậy thì cái không hiểu là có nghĩa là khi mà mình ngủ hoặc là hôn mê á, thì cái phần mà ý thức của mình á nó không có, thì lúc đó là có phải là những cái bản năng của mình tham sân si, thì tại vì con là bên tâm lý học cho nên là dùng từ cái gọi là bản năng, thì những cái như là ham về ăn uống mặc ngủ nghỉ rồi tình dục, những cái đó nó khởi lên, nó chen vào, thì nó có phải là như vậy thì không, hay là nó còn có một cái ý nào khác nữa đó, thì đó là cái vấn đề thứ nhất. Còn cái vấn đề thứ hai là con hỏi là về thì bây giờ thiền đó thì có rất nhiều cái vấn đề về trường phái về thiền, và họ luôn là gắn với là thiền và cuộc sống. Vậy thì có nhiều họ giải thích rằng là ví dụ như mình làm việc thì mình tập trung vào cái công việc đó thì cũng là thiền. Vậy thì cái định nghĩa về tập trung đó nó có đúng là thiền hay không, hay là nó là một cái ý nghĩa khác, hoặc là khi mình nhìn, mình tập trung, mình nhìn một cái bông hoa hoặc là một cành cây gì đó, khi mà mình đi á, mình ngắm, mình tập trung vậy thì nó là thiền, vậy thì nó có đúng hay cái đường mình pháp không, hay là nó còn cái gì không khác, có hai vấn đề. Thì có hai vấn đề, thứ nhất là cái tiến trình ngủ, thì cái tâm hữu phần nó làm việc như thế nào, và cái thứ hai là cái vấn đề thiền và đời sống như thế này. Khi mà chúng ta bắt đầu đi vào giấc ngủ thì thường chúng ta thả lỏng cái tâm của mình để cho những cái dòng tâm nó tự sanh tự diệt, mà chúng ta không có cái sự cố ý, không có một cái chủ ý mà suy nghĩ về một cái vật hoặc một cái hiện tượng gì đó. Thì khi đó, khi mà chúng ta hoàn toàn chưa chìm vào giấc ngủ thì cái tâm nó sẽ vẫn tiếp tục có làm việc. Ví dụ như những cái hình ảnh nó sẽ tự nhiên nó gợi ra, bởi vì cái tâm luôn luôn bắt cảnh. Nó sẽ dựa trên những cái thứ mà mình nghe, những thứ mà mình thấy, những cái nó nằm trong ký ức, thì nó sẽ gợi lại và chúng ta tạo cái gọi là cái giấc mơ, hoặc là những cái giấc mơ mà gọi là mơ màng trước khi hoàn toàn chìm vào trong giấc ngủ. Bởi vì khi đó tâm nó vẫn còn làm việc, tâm vẫn còn làm việc, vẫn còn tham, vẫn còn sân, vẫn còn si, rồi vẫn còn những cái ham muốn, những cái suy nghĩ này nọ kia, nó vẫn còn làm việc. Nhưng mà đó, do mình không có cái sự chủ ý, cho nên cái dòng tâm hữu phần ấy, nó sẽ chen vào dài hơn, dài hơn. Thay vì hồi nãy là lúc mà mình thức ấy, thì cái sự liên tục của tâm hữu phần nó ngắn, thì bây giờ nó sẽ chen vào những cái khoảnh khắc đó, nó dài hơn. Cho nên ấy, mình rơi vào cái trạng thái gọi là mơ mơ màng màng. Và do đó chúng ta có những cái giấc mơ, nó là một cái sự xáo trộn của những cái tâm. Và khi mà cái tâm hữu phần nó làm việc liên tục rồi đó, có nghĩa là những cái tâm khác nó không có chen vào nữa, thì khi đó chúng ta hoàn toàn chìm vào trong giấc ngủ. Và đó gọi là giấc ngủ sâu, không có mơ mộng. Và nếu như mà cái tâm hữu phần đó nó kéo dài quá lâu, ví dụ như kéo dài 1 ngày, 2 ngày, 5 ngày, 10 ngày, thì khi đó chúng ta gọi là hôn mê. Và khi đó chúng ta không hề biết cảnh gì hết, chúng ta không có biết cảnh. Cho nên một số người có thể dùng những cách kích thích, ví dụ như họ kích thích những cái giác quan. Thì những khi kích thích như vậy đó, tâm, bản thân tâm đó chính là cái sự biết cảnh mà. Thì khi có một cái cảnh để mà nó biết ấy,
thì nó bắt đầu nó làm việc. Nó sẽ làm việc và cái tâm hữu phần nó sẽ nhường chỗ cho những cái chỗ đó. Ví dụ như mình kêu, mình lay họ dậy, mình kêu họ dậy, thì cái tâm nó sẽ bắt đầu nó lắng nghe, nó làm việc với âm thanh, nó làm việc với âm thanh. Thì tâm hữu phần nó sẽ nhường chỗ cho cái tâm của thính giác, sẽ nhường chỗ, và khi đó chúng ta bắt đầu chúng ta tỉnh dậy. Hoặc nếu như cái sự tỉnh dậy một cách bình thường ấy, thì những cái dòng tâm thông thường, ví dụ như tham, sân, si, thiện, bất thiện, bắt đầu nó sanh khởi. Thì mỗi lần nó sanh khởi lên, tâm hữu phần sẽ nhường lại chút xíu. Cứ sanh lên thì tâm hữu phần sẽ nhường lại chút xíu. Cho nên ấy, cái lúc mà gần sáng thì chúng ta sẽ có những cái giấc mơ. Và khi mà cái tâm nó hoạt động một cách liên tục rồi, tâm hữu phần nó nhường lại một cái khoảng tương đối đó, thì khi đó chúng ta tỉnh giấc. Đó. Thì khi đó tâm hữu phần sẽ nhường lại những thứ tâm khác nó làm việc. Đó là cơ chế hoạt động của giấc ngủ và những cái giấc mơ. Về cái vấn đề này thì có thắc mắc gì nữa không? Cái vấn đề đó cho con hỏi đọc. Thưa sư, con có cái vấn đề theo về bên y học như mạng đã nói, thì con lại thấy nó là một vấn đề như thế này. Rõ ràng trong cái lúc mình ngủ, cái tâm hữu phần đó nó không làm việc, nó không hay biết. Nhưng mà đó với một cái con người bình thường, nhưng với một hiện tại y học, người ta có thể tiếp cận được cơ thể chúng ta một cái bút mềm, và chúng ta không chống cự lại cũng không được, mà muốn cái tâm hữu phần đó thở lên nó cũng không được, tại vì lúc đó thuốc mê nó đã vô làm cho cái cơ thể chúng ta bị mê bất cập. Vậy thì lúc đó cái tâm đó nó ở đâu, nó có còn tự chủ hay không? Thì như sư nói đó, khi mà mình gây mê đó, thực tế là mình cưỡng ép để cho tâm hữu phần nó làm việc, hiểu không? Khi mà mình ngủ hoặc khi mình hôn mê hoặc khi là mình gây mê đó, khi đó tâm hữu phần nó làm việc. Tác dụng của thuốc mê chính là cưỡng ép để cho tâm hữu phần nó làm việc, cho nó làm việc một cách liên tục. Cho nên khi mà mình gây mê đó, như trong bệnh viện gây mê đó, thực tế là lúc đó tâm hữu phần nó làm việc. Rồi vấn đề thứ hai là vấn đề thiền và đời sống. Thì xin thưa với quý vị đó, cái thiền nó khác với cái định. Phải phân biệt cái chuyện đó. Thiền nó khác với định. Bởi vì mỗi chúng ta đều phải có cái sự tập trung tối thiểu khi chúng ta làm bất kỳ một việc gì. Bởi vì khi chúng ta không tập trung, chúng ta không làm được. Chẳng hạn như khi mà quý vị lắng nghe thì quý vị phải có sự tập trung vào âm thanh đó thì quý vị mới biết là quý vị đang nghe cái gì. Thì cái sự tập trung đó gọi là định. Ngôn ngữ chuyên môn hồi nãy sư nói đó là sát na định. Nhưng mà cái định đó không phải là thiền. Và khi chúng ta hành thiền ấy, thì chúng ta tăng trưởng cái định. Và quý vị phải phân biệt cái thiền và cái định, hai thằng này nó khác nhau. Và chỉ khi nào mình gọi là thiền định, đó là khi cái sự tập trung của mình ấy, tập trung vào đúng cái đối tượng. Mà chỉ có 40 đối tượng để chúng ta tập trung thôi mà gọi là thiền thôi. 40 đối tượng đó là gì? 10 đề mục cá xí ná, rồi những cái đề mục mà quán bất tịnh nè, quán tử thi nè, rồi những đề mục niệm thân như là niệm hơi thở nè đó. Thì những hoặc là niệm tứ đại, rồi những thứ tương tự như vậy, có 40 đề mục. Rồi cộng thêm 6 đề mục nữa là 6 đề mục tùy niệm: niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng, niệm Thí, niệm Giới, niệm Thiên. Rồi cộng thêm 4 cái đề mục phạm trú là từ bi, hỷ, xả. Những thứ đó cộng lại thành 40 đề mục. Và chỉ khi mà quý vị tập trung vào 40 đề mục này thì mới gọi là chánh định ở trong bát chánh đạo. Chứ ngoại đạo họ vẫn có những cái thiền định gì, họ có những cái đề mục của họ, họ có. Nhưng mà cái định đó không có trong Phật giáo. Phật giáo mình không có đề cập tới. Tuy nhiên, khi mà quý vị thực hành thiền chỉ đó, mà mình hay dùng cái từ là thiền định ấy, thì có một cái cơ bản là cái đề mục của quý vị, cái đối tượng mà quý vị tập trung
nó phải thỏa mãn hai điều kiện. Thứ nhất là nó phải cơ bản, nó phải đơn giản. Ví dụ như xanh, vàng, đỏ, trắng, đất, nước, gió, lửa, hư không, ánh sáng, nó phải đơn giản. Thứ hai, nó phải cố định. Cho nên mình không thể nào nói mà mình tập trung vào một cái ly nước mà mình định ở trên cái ly nước, mà mình nói là mình chứng thiền. Chứng thiền dựa trên cái khi mà mình tập trung vào cái ly nước mà mình chứng thiền, chuyện đó không thể xảy ra. Bởi vì sao? Cái ly nước nó quá phức tạp đi. Chỉ khi nào quý vị nhìn vào cái ly nước này, xin ví dụ, quý vị nhìn vào cái màu trắng của ly nước, quý vị niệm trắng, 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 nắm được cái đó, quý vị định trên cái màu trắng đó thì được. Cho nên phải phân biệt cái thiền với định nó khác nhau. Định bản chất nó chỉ là cái sự tập trung thôi. Và khi mà quý vị tu tập thiền chỉ đó, thì cái định của quý vị sẽ tăng trưởng. Có nghĩa là quý vị có cái khả năng tập trung tốt hơn. Và khi mà quý vị làm việc ấy, quý vị sẽ đem cái sự tập trung đó áp dụng vào công việc, thì công việc của quý vị sẽ có hiệu quả hơn. Xin lấy ví dụ, một cái đứa học sinh ấy, nó muốn tăng cường cái trí tuệ của nó, tăng cường cái học lực của nó để nó học giỏi, thì nó phải tăng trưởng cái gì? Cái sự tập trung. Nó không bị cái này cái kia chi phối. Nó phải tập trung. Nó càng tập trung nhiều bao nhiêu thì cái hiệu suất học tập của nó càng cao bấy nhiêu. Việc làm cũng vậy thôi. Khi quý vị có cái sự tập trung vào công việc thì hiệu suất quý vị sẽ tăng trưởng. Và nếu như dùng một cái từ đúng đắn ấy, phải nói là định trong đời thường, chứ không thể nào nói thiền ở trong đời thường. Mình có thể nói là định vào cuộc sống, chứ mình không thể dùng từ thiền vào cuộc sống. Bởi vì cái định là cái sự tập trung. Chúng ta rèn luyện cái sự tập trung, và chúng ta dùng cái sự tập trung đó ứng dụng vào công việc thì chúng ta làm việc có hiệu quả. Nhưng mà cái sự tập trung vào công việc đó không phải là thiền. Nhớ cái chuyện đó. Xin lấy ví dụ, một cái anh thợ, một cái anh ăn trộm ấy, anh chăm chú vào cái ổ khóa để anh mở khóa, anh có sự tập trung ghê gớm lắm. Nhưng mà chúng ta không thể nói anh, không thể nào nói là anh ăn trộm anh đang thiền được. Không thể nào nói anh ăn trộm đang thiền. Nhưng mà anh ăn trộm anh đang có định, chắc chắn anh đang có định đó. Nhưng mà đó không phải là thiền. Phải phân biệt thiền và định là hai cái khác nhau. Yeah. Cho nên có nhiều người nói là thiền tứ niệm xứ là làm cái gì biết cái đó. Thiếu trầm trọng. Tại sao? Anh ăn trộm anh hoàn toàn anh làm cái gì anh biết cái đó. Anh đang biết, anh ý thức hết sức rõ ràng là anh đang mở ổ khóa. Và anh đang tập trung hết sức vào cái chuyện anh mở ổ khóa. Từng cái cử động lớn nhỏ của cái tay của anh là anh tập trung vào cái sự mở ổ khóa. Anh làm cái gì biết cái đó. Mình không thể nào nói anh đang thực hành thiền tứ niệm xứ được. Không phải như vậy. Cho nên phải phân biệt thiền và định là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau.